Nam Thiên Đế Thích Triển phóng sinh ra công chúa, nối dòng lê ra dựng vật tiên chúa trên ngàn. Trên thượng ngàn gió quấn sung tươi quyền tai bao lạc hà sang.
bong lòng
cho lắm thì để đánh càng nhiều. Và cho dài nhất mới sang nhiều. Vòng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Họ nguyện con khuya sớm mới được. 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm. 30 mùng 1 hôm mới rằm 14. Cầm treo vẻ lấy khoan
dốt lại về dòng chơi cạn mái cạn mẹ y nghĩ rừng gian bị rừng nước chúc nghĩ xe rừng vầu mười hai cô thổ mà đi theo hầu ý à. Sao tàn thói xanh mê bát nguyệt khoan đi khoan trèo vào gập ghềnh khoan mắt lầu cao ý cho lục cung nương sắc phong mễ lục cung nương vốn dòng lạnh ngọc sinh nga trên non ngàn trong vạch vạch xuống huệch dãi sông núi tranh vênh rừng bọc treo lem vì lục châu dốc đồ ngoằn ngoèo suối lục reo tiếng nhạc mê xanh xanh xa trong người thấp mê thoáng cuối gành trông
hấp thoáng cuối gành thiệt ai hái thuốc dập dành sông thương điệu điệu giang tiền đường tha thướt nhịp nhịp treo của nước long lanh rừng xanh xanh núi xanh xanh nghe nhất lượng đời rồi lúc lai sang về đây nghĩ à bài sai đối rượu lùng cùng nàng ân nàng ái vốn dòng sơn sắc kính tình hay mang sục mang phàm tình 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 mang sông mang sang bằng xe mang nướng cơm làm xà vàng tình tình hay sông mai đi tìm cho giải nhất đi sang nhiều
vòng lọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thánh đồng còn khuya sớm đi phụng thờ, 30 mùng một ngày 14 hôm rằm, 30 mùng một hôm rằm 14. Sầu kiêng vàng mê xuyết bạc, sầu lục nhợn nhớ lên ngàn nét đoan trang ai nào mê xám đỏ. Sầu anh linh đã có mấy tiếng vang thung dung cợt khách qua đảo. Đi qua đàng nhắc trong vì tưởng thể tiên nàng nguyệt ngã. Khi hội họp đập ba mê thổ màn, hiện ra người già bạc vì hàng chơi sơn lâm dần bằng đôi đồi. Trần ái gì biết đâu khắp họ tam thập lục ngàn sâu. Đại tướng Đông Nhung quê người trên Bạch Hà, thành ra hồi cùng 99 suối bao xa, thành ra hồi cùng hai lê đồng mỏ chi lăng, thành ra Bắc Lệ bao xa đi, Bắc Lệ bao xa ai đi chiêm bái phải qua đi theo. Trên sông reo dưới thời vì chúc hoa trầu bé dây chính rừng ca hót liễu lông hỏi ca Bắc Nghi Lệ đi vào. Thank you.
chim oanh ríu rít bên lầu. Phượng hoàng nghe tung cánh vô sầu đồng tiên. Vượt trên nón dù con vì sầu gì, thú xuân sang cảnh đẹp vì tự nhiên. Sơi bốn mùa gió mát đi trăng thành. Thank you.
hấp đi đã mê tạm này. Bạn đi cho tiền tốn mi lũ xoay, vòng lục sau lắm về đến đây mi càng nhiều. Bạn cho dài nhất mi sang nhiều, vòng lục cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Họ nguyện con khuya sớm mi phụng thờ, 30 mùng một ngày 14 điện thờ sâu bể trên là ý ý anh. Trên mặt nước lạ lùng, rõ ràng ông bơ thoại trần dùng khác thường. Sáng tựa gương
trần ai không bụi. Bầu khí rượu tiên thơ túi xanh sang vua bát áo trong đại vạc võ hài chân dẫn vai mang đôi heo một tuần nha tấu vi thủy phụ các ban các tòa thiên đình xuống đó diêm là tấu về chốn đó vua gia động từ con dọc là chết thoại tinh hiền khai quang sóc nhang thập cờ diệu hoàng vị xưng tên sung ngã tích tăng cung vàng khi phong hoàng thân cận thánh đế tiên sùng vương thôi ai lơ lửng bên sáng khê thuyền dòng ông mưa thoi xeo về đồng tiên nổi tiếng hò khoan 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 hò khoan xeo đua mi bè lại khoan dô hò khoan hoa mi rước vua khoan khoan dô hò rước ông tuần hành khoan khoan hò khoan long xà ngư miên khoan khoan dô hò cá kịch mà theo sau khoan khoan hò khoan tam giác mi tứ hải hò khoan dô khoan tứ hải cửu châu khoan khoan hò khoan lý tư vong nguyệt khoan dô khoan đưa nhau đi tìm về lệnh duyên dâng nước dâng nước đi thức thì lên rừng mà tìm gỗ đem về mê tin vua lấy gỗ xoan đào cùng gỗ xó hoa dâng tiền đức vua cha vua cha đồng tình quan quan hò khoan nỗi hiểu nỗi oanh quan quan dô khoan qua ba vực sòng quan quan dô hò hiện hình bạch long hò quan dô khoan trèo về đến đây quan quan hò khoan tới bên đã rồi quan dô khoan các mái trèo bơ quan hò khoan giữa công bưng ở đồng quan quan dô hò đôi tay xin ông bưng gác mái trèo bơi giữa ông lên ở đồng đông đình hồ nước bạc lòng lanh xôn xao sông vỗ bến gành bến gành trăng soi tề tay tiên chúc chen rượu đào nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc các cô nâng mời làm người giấc cũng bơ hoàng sơi á sơi giấc cũng bơ hoàng sơi để tay tiên chuông chén rượu đào
nhị tuần á nâng lên bệ ngọc các cô dâng vào lòng trời rước ức mơ hòa rơi á rồi rước ông hòa rơi tay tiên xót chết rượu đào tam tuần trông dâng lên bệ ngọc các cô nâng mời là mời rước ông bơ hoàng rơi à rơi rước ông bơ hoàng rơi lau lanh sát sao nghe gió hiu hiu thổi nửa một hoang đầy ông bơ sưởi ấm hồn ni thơ tay ông hoàng bơ nâng bầu rượu ngồi tựa bàn thiệt qua bút tiên nghiên học họa phật thơ lại lắng quan hoàng bơ hỏi cung hằng cung hằng ơi sao lúc mờ lúc sáng sáng nhớ thương ai mà khi tỏ khi mờ hay chắc còn vương vấn chi đấy ba chén rượu đào chưa cạn ông bơ nỡ chia tay sao khoan nhặt mái dèo đền hoàng mười hôm nay họ nguyện đón ông bơ hoàng đã tới lòng lạnh mặt nước in mai tam hoàng nghe tiếng mõ ngân vang tiếng chuông đền kêu inh ỏi ông bơ vẫy tay gọi các ghế ơi cửa đền đầy ông bơ đã tới nơi rồi có thanh chứng minh như có thần tế độ có tiên cứu khổ phật độ sắt tay đưa định điều dốc ngược tháng mây qua chùa bảo sai đừng bơ vì đời điện nam mô a di đà thanh gia hồi cúc lên đất bảo hà nhắn ai lên đất bảo hà nếm mùi mì phong nguyệt đó là tiên cảnh thần tiên
chốn đó phong quang đền Bảo Hà, chốn đó phong nghi quang nghi bàn gì các quận đi châu tràng y nghi hàng đầu y. Lập công đầu ý mong ban mê cái thế nghi quyết dệt loài ác chế ý hại dân ý. Cờ diều hoàng minh chứng từ trung ngã tích tăng cung sàng kỳ phục hoàng thân cận thành đế điện trung vương ta lâm thật ra lâm từ bi mẫn chúng sinh cố cả kịp định lễ khai quang và chứng đạt duyên thịnh vong quan hoa ngộp nay bái tịnh quan hoàng đền nhang khuya sớm đắp nhang phụng thờ trong kinh có chữ nam mô. Thank you.
nước mùi. Dâng câu thiên bảo chúc ý lời, chúc lời hồi phóng chuông trên ô lòng đi hội quỳ tiên. Chúc đi trên xà ô lòng tay nâng bình ngọc các bạn thì nâng ngông trên đi xà yên thượng kim ban trà ô long, yên thượng kim ban bộ đời cùng trà long tỉnh lúc vừa nhạt hoàng vậy hiên vui. Ba chén đi khuyên mời trà hồng đào, ba chén đi khuyên mời hình hương hương mỹ vị đủ ngọt bùi tỷ tân á tân á tân sức hoàng miên sơi. Trên bảo hà có lắm cảnh thú vui thay, quan hoàng bảy vui với phù sung với cỏ cây. Tuyết nguyệt phong hoa hoàng lấy thơ làm bạn, tâm kỳ thi tình thú vui vậy. Hoàng say khói thuốc, say cùng tiểu nguyệt câu kim cổ, hoàng say với non sông tròn tháng ngày. Khách trần hồ dễ mấy ai hay, tăng bồng hồ thì hẹn ngày. Quan hoàng bầy nhắn lại lên đất đi an hà bảo hà nếp mùi
nguyệt ni à, đó là tin cảnh thần tiên sáng mô liêu và tiên cảnh thần tiên sẽ bảo hà ô tiên cảnh thần tiên sẽ bảo hà. Khôn là càn khôn, khôn là bị càn khôn, chín nghìn thế giới nghĩ đi à, mãi chỉ tôn linh là tâm linh, sáng vô lưu hàn, linh đi là tâm linh đi trường tôn, ô linh là tâm linh mãi trường. Đời người chỉ ngăn đi nghĩ đi ngang ngang là đất ngang là bị tầng ngang cấm tu nhân thời tịch đức nghĩ nghĩ à ắt vẻ vang sau này xa ngô liêu phàn vang là vẻ vang đi sau này trên cung trăng có ai hẹn đi à, giờ bao giờ mới giờ bao giờ tình cờ ông đi mi chấm linh đi à, cho nên tình cờ quan hoàng bầy gặp tiên sáng hồ liêu phàn tiên là gặp tiên tình nghi cơ ô tiên là gặp tiên tình nghi cơ giang tay mở khoa ý nghĩ á đào đồng đào đi đào đồng đào bắt buồn con nhang đệ tử ý nghĩ á lối vào lối vào sơn vào hạ sơn sáng ngô lưu phạt nề sơn vào hạ sơn có lối vào ô sơn vào hạ sơn đi lối đông là về bề đông là về đông tươi lên là lên cây đức ý à, bắc cầu tâm là từ tâm sáng hồ lưu phạt tâm ý là từ tâm ý bắc cầu ô tâm là từ tâm ý bắc ý cầu nhàn ông bây giờ sách ra xem trong sách có đề chữ đức nghi năng tượng tí điều bảy có say một tí với đời hoàng bầy khuyên ai giữ trọn đạo làm người mà đã đi lễ Phật lễ chữ Di Đà là hơn cả ông bày tấu qua quan Nam Tào cùng quan Bắc đầu số người trần gian
thọ nguyện ghế ông thiếu tội thế thảo hiền tu nhân tích đức phải chết biệt cho rõ ràng. Còn bao mình yêu kể mà ngàn đi ta bao ngược chuyện đi mấy hai người không nghĩ trước thời sau lỗi lầm hoàng xa chi đâu sao nguyện mà được mì như ý sợ cầu được tông mờ tâm. Đã lên đông cầm cân nay mừng ông đem chữ tội chữ phúc để mà cần đừng có ai khoe ta đã chọn là mẹ muôn phần chữ đức đã kém ông bày cầm cần sao cho bằng bằng. Ông có mấy đức tiên tẩy hết bụi trần hoàng bảy có đức tiên để tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại ông cho mười phần họ mới được thanh y cao. Thành ra ngồi cùng chẳng thanh nghe cảnh hồng thấp thoáng chẳng thanh nghe. Nghệ An có đức nghệ thành minh nghệ ra đời. Thương ai xa ngự đầu đồng rất mê tình ngộ rất mê tình ngộ thoát vòng sập luân tình tam điệp thần tâm mê trong sạch đạo thanh đồng phật thanh ý chân mình ý. Kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng đế trong đồng hoàng về có phép thần thông khách
sinh cố ngã kịp mình lễ khai quang và chức đà diệt đề. Gió lay dịch bức mạnh 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 đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây để tay tin xuống trên diều đời răng nhất toàn sơ răng lên bệ ngọc các cô mới nâng mời làm người rước đức hoàng người xưa á rơi sức ấm đi mười xuôi. Tay tiên chuông trên diệu đào nhị tuần á nâng lên đệ ngọc các ô dâng vào là mời rước ông hoàng người xưa á rồi rước ông người xưa. Tạm bôi giọt đi chén rượu đào răng tam tuần trông răng lên đi bề ngọc các cô nâng mời làm mời rước đức hoàng người rơi á rơi sức ông đi mười rơi. Hôm nay tiếc vui họ nguyện con lại đón rước ông mười về đón hoàng về trực đến trực lễ ông xứng tâm cho họ nguyện con đây lòng thành tiếp lộc cho họ nguyện long thành cha thành đồng thì cầu nên ước đường trong gia chung trên thuận dưới thank you.
tuyết rơi mồ xanh băng rơi can lộc nước mồ xanh băng dòng được sông La nơi mô gió bể trắng ngàn bằng nơi thanh đồi dinh quan hoàng người vượt quanh làn nề gió xứ nghệ quê hoang quê cỏ tốt tươi ai buồn lên bích đầu thầy chơi thì bố tới nơi đền hoàng đền hoàng khỏi tỏ mây bay sóng vồ hay hay đêm nay mà nước chảy từ ba chỉ bảy thầy thu đông bắc nam xin lộc đền ông người đi mà ngờ rằng người đi mà ngờ nước sông nghề lắm sông trong đền vang khói hương nghi ngút trên gốc đông huê nở hay hay vui sao bằng ngày hôm nay có người đắp thanh đền tổ về đây bắt người hầu đường về Nghệ An ngàn mây xanh nghệ thắm nắng đi sớm lòng lành núi hồng soi bóng sông La tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn ràng về Nghệ An thấy lòng rộn ràng nghe xanh thơm quan hoàng mười ba con xin cúi đầu thắp một tuần nề nhang từ thượng thiên quan hoàng sáng lâm cung vàng dù đường xa cách giờ đâu có vàng gió sương đêm này họ nguyện con cầu mong nương kinh nương nhờ bóng ông lầm lưỡng đi điều chi con xin ông hóa phép thần thông giang lâm cũng và gió đông càng thêm linh bóng tiếng ca cũng đàn đòn hoa vui ngự chân đi xa
sum vầy. Hoàng hoàng hôm nay cất nghe gầy cõi lòng ôi cửu trần gian khác chi tiên công để hòa thành tâm đời đêm đường kinh nay sẽ thỏa mong lộc hoàng ba như nước mênh mông trên bước đời đời vạn sự hay dù trần gian không còn tận vương mơ màng vì thương đi ghế hoàng nên quan hoàng sang lâm đàn phàm họ nguyện con cầu mong đường kinh mai phật tuyển kinh quan hoàng người sáng lâm chứng cho ghế ông thành tâm ông ban cho thành đồng họ quyền được sâu vật sáng xuyên đức danh ba miền cửa nhà xa sự được bình yên hội dòng mây quân quân tiền ca vũ gió mát hương bay tâu nguyện hành tân về đây vút long xa quan hoàng loạn ra giang lộc đàn xa người đêm trong chinh điền vàng họ nguyện nhất tâm lộc hoàng ban chiếu thiên thần soi thắm trời ông nhỏ bước cho thành đồng cho đi ca cùng đàn cho người trần thế chúng con bình an bốn phương nước non thành bình được đời đời cháu con hiền bình đời người được may mắn đi ngắm mi dung nhan hoàng ngự đồng anh bóng mi dương vàng mới hay trong việc đạo lành ngự về đồng thì có ai bằng ông khi ông sáng lâm dương đồng đẹp sáng ngời sáng như hào quang thành ra nhất ngự lên trời.